Xin chào đại gia đình. Bây giờ thì hai vợ chồng lại sẽ đi ra chỗ nhà bác Ba để mà đào khoai mì trộm. Nè, à, không thấy mắt anh đâu luôn á. À, tại nắng quá. Anh ăn gì vậy? Ngon lắm á. Ăn thử được không? À. Bánh này là bánh sò ruốc. 20.000 đồng. Cả nhà thấy cảnh đồng quê bình yên không cả nhà? Thấy cảnh này quen quen không? Đây là cây tre già. Tre già rồi chết luôn rồi. Măng không có mọc lên được. Thanh Long thì đang xông đèn nè quý vị. Ê ê ê. Mà trời ơi. Trời ơi, có bả kìa, nó chạy kìa. Không một tiếng nói nào luôn. Bạc mẹ. Ồ, bắt hai con lá dứa. Cả nhà nhớ con đường này quen không cả nhà? Con đường mà anh Khương vừa. Đây là cái nơi hiện trường mà anh Khương vừa đã làm bể cái ống nước của nguyên cái xã. À, nguyên cái ấp của loại luôn. Cây mít này siêu ngon luôn nè anh. Mít này mít gì? Mít này mà như mít tú ngựa vậy mà một trái muối ơi là muối mà rút ra dài. Mít tú nữ chứ mít tú ngựa gì? Người ta kêu là mít tú ngựa là nó dài dài mà. Anh mở ra anh gị một cái nó đu một chùm dài luôn á. Mốt chín rồi. Ồ, mít này ngon dữ lắm luôn á. Của anh Nam. Trời. Nè, nơi mà anh Thương vừa làm bẻ ống nước trời ngập luôn rồi nè. Ôi, bác Ba có quầy dừa ngon quá. Ôi, có quầy chuối kìa. Mát quá kìa, cả nhà ơi. Bác Ba nói quầy chuối chính là cho em á. Đây là nhà của Lê Thị Kim Hương, người mà đã cùng lại ăn qua mì cay. Chẳng dễ đấy con. Trời ơi, cái quầy chuối. Nó chua già nữa chị Hương. Chuối nhìn nó đơn coi quá trời. Anh cầm giùm em coi, em mỏi tay quá. Chào khán giả đi. Chào khán giả đi ba. Hai tay đi, giơ hai tay lên. Nè vô đào khoai mì có ông chả, cái ông chả đòi nữa nè. Đâu chị Hương, dẫn em đi đào chị Hương. Nè. Đi cái ổi trước. Cái ổi đâu chị Hương? Ủa vậy hả? Có lấy dao đào chưa? Nhà bác Ba rất là dễ chịu, xin gì cũng cho hết á. Ồ, quầy chuối nữa kìa. Chuối này muốn chín là lấy tay hái ăn luôn à. Ừ, cái này theo. Đây. Đi bước ba. Đi đường này. Ba. Cái đường hơi khó đi nha. Đi một lần rồi mà. Chuối đi không con? Để ông ẩn cho chú lại. Trời ơi, cái hỏi kìa, rồi, thấy rồi. Rồi, nó ít trái chứ phải có tay rồi. Con đâu có biết, ba chị hư chị gì. Trời có hổng. Chị gì? Chị Dung mới nói. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ trước khi mà chúng ta đào khoai mì thì sẽ thưởng thức cái món ổi. Ổi chín cây. Ôi. Ủa mày mà mấy cái này ăn được chưa bác Ba? Nó chua rồi đó, cái này nó để chín nó bị dòi. Trời ơi. Cái này mới mốt chị đọc sao chị mua cái đồ chị bịch lại á. Nè quý vị ơi, nè em, coi nè. Nè cái này nó to. Bây giờ là sẽ ngắt nha. Ổi luôn áo bà. Kìa bác Ba lại gọi đầu mì kìa anh. Đủ nóng nồi thôi bác Ba. Nè đây đào luôn nè em. Đây. Cho em bác Ba đào mì nha quý vị. À mày gom coi, mày gom cái này bỏ. Cái đó lát con xin về con trồng á. Khoai mì này siêu ngon nha, nhưng mà trong khi chờ nè. Đó, đây. Ủa có hộp bụi nãy hả bác Ba? Có hộp bụi nãy hả? Đó lát con xin gì con trồng. Đây nè. Anh phải lựa cho em một trái đó. Thôi anh ăn thục lát em mới ăn vậy em quay nè. Thì cái trái này nó ngon hơn á. Một chút em ăn cái đó đó dạ. Cái này lát nó cả về ăn được chín nó bị dòi. Vậy nó có củ chưa gì hết ba? Củ rồi. Nó ngon rồi. Củ có cả 7 ký củ á. Dữ vậy hả? Ừ. Vậy mới trồng chứ nhỏ trồng chứ. Đúng không? Ba
không? Mà nói thì bãi cũ 1 ký, lát đào lên rồi ở lát đào lên bãi cũ 1 ký. Còn hồi chưa chắc đào thì vậy quá. À, hồi chưa đào thì bãi cũ bãi ký cũ. Đào lên là bãi cũ. Con sâu, con sâu gần sâu nó bu trái ổi kìa. Rồi. Nó cắn trái ổi luôn kìa thấy không? Trời mấy trái nằm ở dưới này nè. Trời trái này nó ngon nè lại. Này chua để trái này chắc ra dở rồi. Ra dòi không? Chín này chín dở chín không? Là nó bị dòi. Đã về ăn được rồi. Chua. Đó trái này rất ba ngon. Ba để nạn vậy dở luôn luôn ta. Chín rồi. Không để nạn vậy nhổ luôn. Có cây đang dở luôn. Nó thì mà. Nhổ lên rồi chặt cái gì? Nát con xin gì con trồng. Xin gì? Xin cái nạn gì trồng. Xin bì à. Đợi nạn ta để làm ná đó. Ủa vậy hả? Ừ. Nga bà chấm muối. Trong khi chờ đợi. Trời đất ơi. Bà lấy cái muối mà mình chấm vậy. Ngon quá à. Muối này bắt ba bắt năm. Ngon quá. Đi biết bụi có ỏi mà thủ muối sao vậy? Không biết có ỏi không thủ theo á. Trời ơi. Chị Hương quá chị về chị Dung quảng cáo. Thôi anh không lo tập trung vào mì nè. Rồi bắt ba cho con nhổ đi bắt ba. Anh biết nhổ không? Mì này là mì khoai mì nghệ hả bắt ba hay mì Thái hả? Mì cái của của Mỹ của Pháp gì á, của ông ấy với lấy gì ở đây lâu. Ăn ngon miệng quá. Khoai mì vàng. Của ông mì Nghĩa. Cái này ăn quả với kẻ trồng cây. Đó chưa long chưa giờ ta trồng đây còn không có cây ra trồng. Cái nó chưa được to gì. Không mà cỡ giờ vừa vậy ăn ngon chị. Còn cái con dao nữa đâu? Kỳ bự quá vô đào mối ăn hết trơn. Trời ơi bắt ba chọt nó bể rồi kìa. Anh ừ, nó thon quá luôn á lợi. Con làm bự hơn cứng. Nó ngon vậy, ngon chứ để cái dạ sơ. Đúng rồi. Mà khoai mì này là siêu ngon luôn á. Hồi đồ lúc trước là tụi con có đào một lần rồi. Có kìa. Rồi đậu đây nè, tao còn tao ghim đậu có cái gà nó chết rau. Rồi đây. Cái gì thấy không? Ừ. Nè, khoai mì nè. Má ăn mất rồi. Không được hai cái hả? Ê, em chảy cái kìa. Đúng rồi, ủ lắm á. Rồi cho con sao nó ăn ha. Cục nồi ừ. Đi luôn nè. Rồi khoai mì thì nấu ăn chứ đâu mài uống ha. Này nấu ăn ngọt lắm, đâu mài dạ. Uống. Này tại còn non chứ để đúng mất bự lắm. Rồi, đào mì xong qua cắt bụi lá dứa ra hái vài trái dừa luôn. Có dừa luôn còn. Đó hết trơn có dừa luôn kìa. Đó một tập lại. Hôm nay mình làm cái này. Cô chừng tay nha. Con làm sao cha? Giờ để ba anh không biết để ba ấy đi ngoài gãy uổng lắm anh. Ăn sâu xuống đất ghê luôn á cả nhà. Đào theo nó. Phải đào rộng dài chứ nữa lại. Hết rồi, cũng nữa lại. Chấn đại rộng lên đằng này nè. Nó còn đi xa lắm á. Từ từ nha, cứ nhẹ nhẹ thôi. Đi nữa. Củ đó chất lượng nhất. Củ đó dài đó. Ây da. Ở miền quê chiều chiều đi đào củ mì cũng vui nữa. Nhớ trên Sài Gòn đâu có củ gì đâu đào. Cái quê ổi này mấy anh chị cô bác ở Sài Gòn thích về quê chơi lắm. À, chị mà cái đầu bọc chị dạ. Bọc có là cái bự lắm á. Ừ, mai mốt chị bọc chờ bữa hẩm dày lết rồi đó, bữa hẩm con thấy cưng hết hồn luôn á. Anh tính nó cỡ nhỏ vậy là bọc rồi đó. Sao đưa hiện hiện ba đưa cái dao cho nó quay lát kêu nó đền quay đền nó đền dao. Không có chuột đâu mà mệt quá bác ba ơi, gãi luôn rồi chứ chuột vậy. Bác ba này mình phải lúc nào phải tin vào sự thật. Gãi chán luôn là chuột. Sự thật luôn là sự thật. Vậy mà hôi chuột vậy. Gãi làm đôi luôn đúng không bác Nam? Gãi chán mộng là chuột. Đang bơm cát cho lóc hả bác Nam? Ờ bơm cát lóc cái gì với cái mấy lỗ cột á. Ơi bà ơi giờ ăn nổi giờ anh che đó rồi ờ dĩa mà vô còn tiếng bụng cái giá nó coi cái gì tới giá như vậy đánh giá sáng tưởng lẹ để con lấy cái con dao muốn nhỏ để chín chút ăn luôn con để vậy con đào chín dồi mà ơi ủa chín dồi vậy ừ đó sáng đại xuống nó chưa vậy à, nhưng có chín nó có dồi
giờ bắt ba đây gãi không được mà dở lên gãi liền. Em môi nó đào tới nữa, đào tới cho mày lại nữa nè. Em môi nó yên nè, mấy dao em môi. Dặn ai? Anh không biết đâu. Đuổi nó rồi, bị đuổi rồi. Chị mà đuổi đi đầu mì, không có ba không biết nhà sao à. Thôi, giờ anh ăn ngồi. Ăn ngồi chín cây. Đã môi tới cùng luôn mà chưa đó, mà giờ nắm, mà giờ lặn lặn, chảy liền. Cũng có dài như của bằng. Tại vì chị có củ đó. Thì em chị nữ đào dễ lắm. Mà đều bị mối hết uổng. Bắt xốp bò mò lẻ bắt là cái thịt. Thường thường đất ở đâu mới đất xốp trồng mì ta? Đất Đức Hòa, Đức Huệ rồi đó. Đức Hòa, Đức Huệ. Đất mà trồng mì. Mì. Đất mà trồng đậu phộng á. Ừ, dùng đất cát. Dạ. Củ lớn lắm. Cái đất này là nhà anh chị hai đang xây một cái khu biệt thự khoảng 8 cái lầu. Ờ, đồ cũ rồi kìa. Đây bên đây nó ai vậy luôn. Yeah. Em để chừa một củ. Ăn trời ơi, nó ăn sâu xuống nè. Kêu lại đi đồng mì giờ nó. Kêu lại đi đồng mì giờ cứng nè. Nè. Vậy anh kéo gãy hết chưa? Ờ, vậy mà còn gãy nữa. Đây đây mượn coi. Cũng dài lắm. Cầm nó như vậy nè, khoai mì này vàng nè cả nhà. Nè, để cho lấy nè, ở trong ruột nó vàng nè. Mà ăn dẻo lắm à. Ai em lấy nét cho. Anh đứng lên đây nè, mới nó bị chắc. Nè cả nhà thấy không, khoai mì vàng ở trong ruột nó vàng vậy nè, một lát nấu lên còn vàng nữa. Ngon lắm á. Mưa luôn rồi. Rồi. Bác Năm đây coi thợ luôn hả Năm? Ừ. Ba không được để nó móc lên miếng đó ba, mình cứ nghĩ ủa. Thẳng ra luôn bác Ba. Đúng quá. Đại bác Ba móc miếng đi. Nó mình mày dở ngang cái nó gãy liền mà rút xuôi á. Rút xuôi lên. Nhưng gặp đất này đất thịt nó cứng. Phải đất thì dùng cơm đâu. Dùng cơm lại nó nắm nguyên cái mì nó nhỏ lên cái rồi. Bác Bình đây phải đào từ cũ với Quà nè. Mà không biết đào mì. Trời ơi. Đây nè quý vị. Để cái này lên luôn. Hai củ. Ôi đây nhiều lắm á. Bên đó còn mình chưa đào nữa kìa. Cứ gãi lên lại đúng rồi, nhẹ nhẹ thôi. Cứ làm nhẹ nhẹ thôi. Phải làm nó gãi để mình dở lên gãi ngang liền lại. Nhẹ nhẹ thôi. Anh đi xích ra cho bác Ba đào đi. Cổ sáng này kìa. Có dừng tay á nha. Rồi ra bác Ba cho vài trái dừa về nấu một nồi luôn. Đâu quá đâu có cô. Dừa rá không được hả Ba? Trời mày nấu cái này nấu gì cô chứ dừa rá gì mày. Mày nấu gì? Ê lát lên hái dừa tươi xuống uống kìa. Tươi chưa nào? Có quá trời luôn Ba. Mà nó hên nó chơi chưa được to dữ. Cái vậy cũng ngon rồi. Ê nhẹ nhẹ thôi nha. Kìa bác Ba chỗ tay bác Ba đúng không? Từ từ cái coi chừng bên đây có không? Có đó. Ơi à, gãy cũng to. Đó, dở lên. Đó. Nè. Rồi đi ra đi để đào đi. Nè, thấy chưa? Trời ơi. Vô có con vừa lên mỏng nấu nó bị hơi gắt dầu. Vừa phải nhà hà ngoái bự. Mẹ kiếm cho nó cái bịch bự mẹ. Khô mà trên cao không à. Ủa nó vàng ghê luôn. Ủa hả, trong được nó còn chưa nấu mà nó vàng hả chị Hương? Lát ra ngoài chơi chị Dung cổ ngoài á. Dung mới về chị hẹn lại chiều ra tận nữa. Về ra coi vòng ngoài vòng mai nha. Phải có dừa em nấu cho nồi xôi nha. Dừa khô quá hả? Ồ dừa mà lấy nước cốt quá. Dừa mắc rồi. Thấy không? Dừa nhà em có mà nấu bị hơi dầu. Dẹp rồi. Dạ. Coi vừa nói. Mưa luôn rồi. Lại em thấy củ nhỏ đó. Củ nhỏ ăn được á. Ồ, cái củ bên đó nó dài kìa. Trời ơi, cái này mới ngon quá. Vậy ơi. Ba không để vậy ba nghĩ lên. Để vậy nghĩ mới dễ hết ba. Cưng á, ba nghĩ vậy. Còn nó ăn xuống củ á. Còn lắm chứ. Còn xuống chứ. Từ từ. Cái dao nhỏ. Nói ra ngoài coi, dầu mãi dầu ai. Nói ra rửa truyền hình của. Nói ra trên rửa truyền hình nhé ba. Mới mua cho ông cái nghe nó cái 49 inch hay gì hả? Dạ. À, để ta dài lại hết rồi, mới dài nè.
Để bắt cho nó bắt coi bắt ghiền. Mới bắt cho coi hồi trưa nè. Ừ. Bởi vì bắt cho bắt coi bắt ghiền, bắt được bắt ghiền thì thôi. Cái bánh nó mê lắm. Ê mày bắt nó mày vô wifi bắt nó bắt coi. Dạ, vô kết nối wifi luôn á bác Nam. Thì giờ nó giờ anh đợi giờ kết nối wifi nè. Dạ. Bác Ba này ngày xưa là chuyên gia đi đào khoai mì trộm nha. Ủa đào vào khoai mì nha cả nhà. Quên. Nói lộn. Nói lỡ trớn à, lỡ trớn không nói thêm à. Quá không lấy với bác không dí mà. Ổng không cho củ nào đem về luôn. Cắt đào rồi ông đưa mày coi cái bưng vô cắt nè. Kẹo Ba hoài. Ông Ba không có biết là lên trường hình hãm chị Hường về chị Hường coi chị Hường nói ông Ba mới biết. Con hổm dễ nói. Trời ơi con sâu quá trời bự rồi. Nhắc dục nó anh. Nhắc gì lại? Thôi em sợ sâu đó. Đụng sâu lông đó. Nhắc rồi à, gia đình nó ở với ai? Nói đi gia đình nó nhớ nó. Tốt quá lát nó bắt nghe rồi em nhớ tới gia đình nó. Trời ơi con trùng nó bự kìa ông nội ơi. Mà ta sốc tự đó là đầy tụi chim. Nắp ba cho con vài cây gì con ghim nha. Ừ. Để đó mấy cây. Trời còn mưa nè. Dạ. Ghim làm cho nó sống. Ghim mà sao cha mẹ. Dạ. Con ghim mấy chỗ hồi đó trồng xả đó Nam. Ừ, mà với mấy mưa mới dưới. Dạ. Để dành mấy mốt cô chú anh chị có về cho đào. 3-4 tháng là có ăn rồi chứ gì. Cái này 3 tháng gì? Là 13 tháng. Ồ nó vàng ghê luôn nè thấy không? Ý là chưa nấu mà nó vàng hả chị? Tiếp tục đó lên. Còn lắm mình cứ ngắt mày. Này về cũng dễ lọc nữa là quá thấy không? Trời ơi. Thì hôm đó trời ơi bác Ba cho em một nồi về nấu anh Hải khen quá trời luôn. Cái thằng ở đó hồi đó hôm đó đâu nó xin cây về trồng rồi có củ rồi luôn á bác Ba. Luôn hả? Dạ. Tao này đâu biết đi xịt thuốc nè. Đó. Nhưng mà bà Năm cũng có sao nữa thôi bà. Bà Năm đó với Hoàng lấy đó. Dạ. Ở ông ấy cầu ông Long á. Mì của Thái của Pháp vậy á. Như con nghe nó mì Thái nữa. Khoai mì này là tên gì? Khoai mì gì bác Ba? Pháp gì mì của Pháp gì đâu nghe rồi người ta bỏ rồi cây vậy ta. Là ông chủ nó nói biết, nó xin về nè. Dạ. Mì đó Pháp ha. Pháp hồi xưa là bác Ba đi máy bay bệnh là xin người ta phải không? Xin giống về chồng phải không? Trời ơi Pháp ông đi bộ luôn hả ghê vậy? Hồi đó là đứng cho bộ. Rồi đi mấy chục năm mới tới bà. Trời đi có ngày rưỡi tới. Một ngày rưỡi tới Pháp luôn ghê vậy trời. Rồi đi Pháp đó thôi. Tao đi Pháp không có rồi tao vòng qua Mỹ. Trời ơi. Vòng qua Mỹ luôn. Này đi chen là trải cái bản đồ ra rồi đi lên cái bản đồ chứ sao đi được. Vòng qua Mỹ đâu, qua Mỹ thì gì đâu. Ôi trời ơi. Mỹ thì không Mỹ Tho. Mỹ Tho. Đó. Rồi vậy nè. Vậy nè. Chưa được luôn á ba ơi. Mém đây nè lại bên đây con ba coi chừng chân. Ba ba ném qua đi cho lại nó lên luôn nè. Anh dài có ngưng chút không? Nó cho mì Pháp thì cứ đúng. Quay đi chút xíu anh cắt. Quay đi nè. Mì Pháp thiệt. Mình bày đâu ở đây mình đâu có. Ở trên mạng bán 60 ngàn một ký á ba. Trời ơi dữ vậy ha. Mình ở đây đâu có mì vàng vậy đâu. Dạ. Trên mạng hồi bữa có chị kia bán 60 ngàn một ký. Tao nói ông ở dưới hả ông? Ông Mười Nghĩa tao nói ông chặt kìa ông bỏ tao nói. Đào củ thì rung tao nói củ nó lội nằm trên luôn. Ông trồng ông bơm cát cho này nè. Dạ, giờ còn trồng không hết ha ba. Ngày nay bơm hết luôn chứ nào. Không, chưa cuốn nền rồi bơm đầy cái quá đập rồi ông chặt cây ông bỏ tao mới xin gì à lên rồi bơm chặt nữa với bà Năm đó cả trăm thôi nữa vậy cho em đứng cục đó em quay vậy đây đứng không nè để chân đứng đó mày không còn cái nó gãy bên mé bên đây nè chè ba bên đó ba chưa lắm còn cũ còn nhiều lắm vậy ngay vậy gãy tôi nó nằm đâu trời ơi có một bụi thôi mà quá trời khoai luôn nè này chắc khoảng 5 ký không ta? Đâu mà 5 ký, này dựng 2 ký thôi bác Nam. Bởi ông Hoàng Tiến nó đúng một nguồn, đào hết mới được 7 ký. Nằm đâu mà sao sôi không trúng. Nói cụ 7 ký mà đào hết, bà ta nói bà bãi cũ vô 1 ký. Này bãi cũ 1 ký thiệt luôn. Bác Ba nhiệt tình chứ. Vô thấy vừa bác Ba cũng nhiệt tình. Đâu rồi. Chứ mày không biết đào mà đào cũng lãi hết chứ. Nó mà nháy cái rung rơi coi. Cứng lắm ngoài còn chỉ ăn xuống. Tao nhỏ lên coi. Coi nè nằm chỗ nào. Mãi giá cái giá ở đầu trồng hồ lại sướng được quá. Cuối cùng thì cũng được 7 củ 1 ký. Ủa. Ừ đúng rồi. Như lời đồn 7 củ 1 ký là nói chung là được nhiêu đây thì chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nhau nấu cái mì này lên nha. Thôi bây giờ lại là chị Hương và bác Ba bây giờ lại sẽ đi về để xử lý cái hai cái này. Rồi.